Đến lúc đó thể dục đi. Chủ sở hữu thân mến, thang máy. Hello mọi người, mình là Kim Cương. Thì các bạn biết gì không? Hôm nay là một series kinh dị nữa của Tyranno, thì tên thật của mình chỉ có tiếng Việt Nam thôi. Bây giờ mình đã thành lập tên nước ngoài rồi các bạn ạ. Và đố các bạn biết là gì? Là Shoney Tyranno gì đây? Ấn nút thang máy. Thì Shoney Tyranno thì các bạn hiểu là gì ở đấy, tiếng Anh nước ngoài, tên tiếng Anh của mình là này. Đây. 102. Mắt tôi bị mờ, may là tôi để góc nhìn này là không sao ấy. The fuck? The fuck? Cho đập khối thì mới bực này. Ừ. Thôi, cho map khác đi. Hy vọng là vọc gì đấy. Phải xếp kịch bản người tốt, người bạn tốt mới. Bạn chơi trò chơi gợi hồn, tất cả đều nói bạn là một kẻ hèn nhát. Bạn đã trốn trong nhà vệ sinh trong một thời gian dài hôm nay. Bạn là sao? Thằng hèn, thằng hèn có dám chơi không? Người ta nói rằng trên mái nhà đặt một chiếc gương thắp hương ba cột lắc chuông sẽ thu hút mọi thứ. Mất dạy. Mất dạy, tao biết mày. Làm sao? Đây. Xem xong. Chỉ chết ba. Rồi sao biết ngay? Ngồi trên băng ghế, nhấp vào chuông và bắt đầu. Chuông nào? Nghe chuông nào đâu? Nghe chuông nào? Đây. Ngồi trên băng ghế và nhấp vào chuông. Bắt đầu rồi. Chuông nào? Không biết chuông nào ấy. Chuông nào? Hoa đền. Thực sự biết hoa đền. Lan can sát bị phong ấn. Nói gì? Chẳng gì. Đi lên lại. Mình bị hù để con Warden được nữa. Biết ngay. Warden. Đần. Nhưng mà mình khắp hương ba cột mà có thấy gì đâu. Mà ngồi vào băng ghế à.
Hello. Chớ gì cả. Nhảm nhí phải cả lờ. Thôi mình đi xuống đi. Sẽ xem quảng cáo một lúc nhé. Ok, mình vừa xem quảng cáo xong. Rồi đi nào. Lần 3 này, lần 3 để tao biết là lần 3 để cút ra chỗ khác. Gì đây? Phòng kín có rìu, có thể mở cửa gỗ, đứng bên ngoài, nhấp vào rìu, bên trong tay lấy rìu, chia lan can là được. Đã đang gợi ý cho mình, rồi mình lần này đi lùi, mình muốn moonwalk cho các bạn nhé. Thấy được ngay. Bảo vì cái rìu mà có thấy gì đâu. Cái gì đâu. Chẳng thấy cái rìu đâu cả. Phách rồi. Nhấp vào băng ghế mà có thấy cái gì đâu. Trời ơi. Phách rồi. Trời ơi. Thử. Thôi mình sẽ chơi map khác nhé. Về sớm một chút nghỉ ngơi, trên đường phố hình như không có ai cả. Ừ, ra ngoài phố sợ như này lắm. Nhà của bạn hai đơn vị hai vị một 12 tòa nhà. 12 điểm trên đường, người đều về nhà ngủ. Liền ta còn khổ mạng làm thế, làm thêm giờ à. What the fuck? Nhà tôi rất gần công ty. Cho nên nhà tôi đây. Thấy không? Nhà ní không thể nào. Thật xui xẻo làm thêm giờ 12 điểm. Thang máy lại hỏng. Đây là cho tôi phải không? Nhà ta nhưng là 12 lần đã. 12 lần A đại ca. Leo lầu muốn mệt chết ta à. Bình tĩnh trong lòng sau. Quên đi. Quên đi liền lúc đó. Thể dục đi. Chủ sở hữu thân mến, thang máy của tòa nhà này đang được bảo trì, gây bất tiện cho bạn. Úi giời ơi, sáng thế. À, khóa cửa lại. Cái game này không vui nha. Thế này. Để xa ra chuẩn bị tâm lý. Không phải cái này. Tầng 12. Không phải mình tầng 12. Ok xem nào. Chuẩn bị tâm lý nhé các bạn nhá. 7 tầng nữa. À không. 7 tầng nữa. bốn tầng nữa. Con chó mất dạy. Chưa gì người tôi run rồi các bạn ơi. Là ai? Ta là mẹ. Đừng chạy này, người cứ bị ngu. Hay là phải chạy gì đây? Đi chạy. Ok. Ok, mình sẽ xem quảng cáo một lúc. Ok. Tầng 1. Lại trèo lên tầng 1 là về đến nhà. Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi quay lại. Sao tôi lại quay lại? Sao bức tường này chuyển sang màu đỏ? Xuống hay lên?
thử đi lên xem sao các bạn. Biết ngay mà. 10. Đây đấy, cứ đi như này là được. Đây. Đấy. Cuối cùng đã lên tầng nhà của tôi. Vừa rồi rốt cuộc đã trải qua những gì? Xong rồi, tối nay chẳng lẽ phải qua đêm ở hành lang sao? Ok, mình sẽ xem quảng cáo. Ok, vừa xem quảng cáo. Anh theo tôi về nhà. Lại một lần nữa. Trời ơi. Mình có quyền dịch chuyển không? À hay quá. Về nhà an toàn, xem TV thư giãn một chút nào. Vào nhà nhé. Không, tôi biết là vào sẽ có gì mà. Bấm. Đối thoại nội tâm, căn phòng này chắc chắn có thứ gì đó. Hay là nhanh chóng gọi bạn bè đến đây đi. Di động cũng mất gì ấy. Xem lại. Di động cũng bị mất, thật tuyệt vọng, phòng ngủ chính có máy tính. Ta này trí nhớ thật kém, chủ phòng ngủ chìa khóa ở đâu? Phải xem quảng cáo một lần nữa. Ok, mình sẽ đợi nhé. Ok. Có cần gà. Đây. Chờ bên kia trả lời. Tôi, Tiểu Vương ngủ chưa? Hàng xóm kế bên vừa mới ngủ đã bị người đánh thức. Tôi, mau đến nhà tôi, em bị bệnh à, nửa đêm ngày mai có phải đi làm. Ta vội vàng nói, mau tới nếu không ngươi khả năng sẽ không gặp. Ta cũng là say, nửa đêm làm cái gì cả. Tôi, nhanh lên. Được rồi, đến ngay, đừng vội. Tôi sẽ đến cửa nhà bạn trong vòng 1 phút. Cuộc gọi kết thúc. Mày lườn lẹo lắm. Mày bảo 1 phút rồi tới đâu. Dạ cay ấy, làm cái này hay vậy. Một phút à? Xong có cửa này, mở cửa đi, tôi đến nhà anh rồi. Đâu, tìm chìa khóa vẫn mở cửa hàng xóm. Ok, mình sẽ xem quảng cáo. Ok, nhầm này. Mở cửa đừng vội. Ăn sao là điểm ta đối thoại.
ok, hết game. Ok, mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích, các bạn cho mình một like, một subscribe và cho mình một, cho tất cả thành viên của nhóm mình một lượt đăng ký. Và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Bye bye.